Chào các em. Các em làm đề này nhé. Các em làm câu 49 này. Chóp đáy tam giác đều. Trục điểm H. Khoảng cách từ G. Rồi các em vẽ hình nhé. SH là vuông với cả đáy à. Cho SH thẳng đứng này. Đây BC đây. ABC. Vuông. Trọng tâm của SAC. Thế thì đây lấy trung điểm của AC. Thế thì G sẽ ở đây. Sẽ lấy CV bằng VA này. Thì sẽ suy ra SG sẽ bằng 2 phần 3 SV. Khoảng cách từ G. Đấy, tính tính khoảng cách từ H đến đến SAB thì sẽ dễ nhỉ. Đấy, cho nên là các em sẽ khai thác cái H này. Thì từ G. Đấy, khoảng cách từ G thì sẽ bằng khoảng cách từ đấy, lấy song song. À, lấy T. Đấy, lấy ST bằng 2 phần 3 SH. Đấy, thì sẽ suy ra GT song song với cả SAB. Đấy, cho nên là sẽ có khoảng cách từ G đến SAB sẽ bằng khoảng cách từ T đến SAB. Và đặt đây là bằng D. Đấy thì bằng A phần căn 13 này. Đấy, cái này thì bằng 2 phần 3 D phẩy. Đấy, 2 phần 3 khoảng cách từ H đến SAB. Đấy, thế bây giờ khoảng cách từ H thì đấy, khoảng cách từ H thì bây giờ sẽ lấy trung điểm đây.
Đấy, lấy AI bằng đấy, bằng IB này. Thì sẽ có CI. Đấy, đường cao của tam giác đều. Đấy, đường cao của tam giác đều cạnh A thì sẽ là A căn 3 phần 2. Đấy, bây giờ sẽ lấy đấy, trung điểm N. BN bằng NI này. Đấy, thì sẽ có HN. HN bằng một nửa CI nhỉ. Đấy, nửa. Đấy, một nửa CI thì sẽ bằng A căn 3 phần 4. Đấy, thì lúc này cái tam giác, đấy, tam giác vuông này, đấy, SH nó vuông với cả HN này, vuông. Đấy, cho nên là sẽ có hạ vuông góc trước đi. HO. HO vuông với cả N. Đấy. O thuộc N sẽ có HO vuông với cả mặt phẳng SAB. Đấy, nên suy ra HO đấy, sẽ bằng D phẩy này, được chưa nhỉ? Đấy, bằng khoảng cách từ H đến SAB. Đấy, giờ tính HO này. Đấy, suy ra HO D phẩy đây bằng 3 phần 2 cái này. Sẽ bằng 3A đấy, trên 2 căn 13. Đấy, 3A trên 2 căn 13. Đấy, vuông này thì sẽ có hệ thức đúng không? Đấy, 1 trên HO bình này. Đấy, bằng 1 trên SH bình này. Đấy, cộng 1 trên HN bình này. Đấy, nên suy ra cái này bình là 4 nhân 13 là được 52. Bình là 9A bình. Sẽ bằng đấy, 1 trên SH bình. 1 trên HN bình là cái này sẽ là 16 phần 3A bình. Đấy, nên suy ra 1 trên SH bình. Đấy, cái này trừ cái này nhân 3 thành 48 này. 52 trừ 48 thì được 4 phần 9A bình. Đấy, nên suy ra SH sẽ bằng 3 trên 2. Đấy, SH là đường cao rồi, đúng nhỉ? Đấy, đường cao hạ từ S xuống đáy. Đấy, thế cho nên là suy ra V. 1 phần 3 nhân đường cao này là, rồi nhân với diện tích đáy ABC thì diện tích tam giác đều là cạnh A là A bình căn 3 trên 4, đúng không? Đấy.
Đấy, nhân A bình căn 3 đấy, trên 4. Đấy, cái 3 này giản ước này. Đấy, thì sẽ được A lập căn 3 phần 8. Thì cái này đây đúng không? Đấy, A lập căn 3 phần 8 này. Đấy, đáp án A. Đấy là thể tích của chóp SAB. Các em chuyển. Nửa đường tròn. Tiếp tuyến. Tứ giác. Đấy thì các em vẽ nửa đường tròn này. Đấy, AB. Tiếp tuyến thì nó phải vuông với cái bán kính này. Vuông này. Cắt tại V này. Vuông. D này. C này. Thế thì cái tứ giác này quay xung quanh AB thì nó sẽ tạo thành nón cụt đúng nhỉ? Đấy. Đấy, cái thể tích tròn xoay này là nón cụt đúng không? Đấy. Đấy, nón cụt có đáy lớn là R nhỏ này. Đấy, đây là R lớn này. Thì đấy, đây là M này. Đấy, đây là R lớn này, đây là R nhỏ này. Đấy. Đấy, MC bằng BC. Đấy, bằng R này. Thế còn AD bằng DM. Đấy, bằng R nhỏ. Thì đặt x bằng VA. Thế thì cái góc này. Đấy, nó sẽ bằng cái góc này. Đấy. Đấy, cùng bằng 1 phần 2 số đo cung cung AM đúng nhỉ? Đấy. Đấy, góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung, còn đây là góc nội tiếp. Thế thì sẽ có đấy, tam giác VMA này. Đấy, sẽ đồng dạng với tam giác VB. Đấy, VBM này. Đấy, cho nên sẽ có VM bình. Đấy, sẽ bằng VA nhân VB.
thì sẽ bằng x nhân với 4 cộng x đúng không? Đấy, đây là bán kính bằng 2. Đấy, x nhân 4 cộng x. Đấy, thì là x bình cộng 4x. Trừ đi. Đấy, các em có AD bình bằng đấy, VD bình trừ đi x bình này. Thế thì AD lại bằng R bình đúng không? Đấy, R bình sẽ bằng đấy, VD bình, VD thì lại bằng VM trừ trừ R. Đấy, tất cả bình trừ x bình. Đấy, thì VM bình đây. Đấy, x bình trừ x bình này hết này. Thế thì còn 4x này. Đấy, trừ 2R nhân với cả VM. 2R nhân VM thì là căn. Đấy, căn x bình cộng 4x. Đấy, cộng R bình. Đấy. Cộng R bình thì R bình triệt tiêu hết đúng không? Thế thì suy ra. Đấy, suy ra cái này bằng 0. Thế thì sẽ suy ra được R. R sẽ bằng 2 2x trên căn x bình cộng 4x này. Đấy, thế thì sẽ suy ra R bình sẽ bằng 4x. Đấy, 4x trên x cộng 4 đúng không? Ừ. 4x trên x cộng 4 này. Rồi. Đấy, cái tam giác đồng dạng này thì lại có x trên x cộng 4 thì sẽ bằng r trên r nhé. Đấy. Thế thì sẽ suy ra r lớn theo r nhỏ này thì sẽ bằng đấy, suy ra r bình đi. Đấy, R bình sẽ bằng R nhỏ bình thì là bằng cái này. Đấy. Đấy, 4x trên x cộng 4 này. Đây là R nhỏ bình này. Lại nhân nhân với cái này đúng không? Nhân cái này trên x. Như vậy. X cộng 4 phần x bình. Thế thì ở đây sẽ được bốn x cộng 4 này. Đấy, thế còn mẫu là x như vậy. Thế x bình giản ước đây, cái này bình giản ước đây. Đấy. R bình. Đấy, thế thì bây giờ lắp hai cái này vào đây nhỉ. Đây thể tích nón cụt đây.
Công thức thể tích nón cụt thì sẽ bằng 1 phần 3 nhân h pi này. Pi nhân h là 4 pi này. Đấy. Đấy, h là AB đây. Đấy, nhân với cả r bình cộng rr nha. Đấy. Thì sẽ bằng 4 pi phần 3 r nhỏ đây. Đấy, r bình đây. 4x trên x cộng 4 này. Cộng với đấy, 4x cộng 4 trên trên x. Đấy, cộng với cái này. Thì nhân hai cái này. Đấy, nhân hai cái này thì được 16. 16 xong căn đúng không? Căn thì được 4, đúng nhỉ? Đấy, 4. Thế thì hai cái này mà cosi là hết đúng không nhỉ? Đấy, hai cái này là cosi hết nên là cosi nhá. Đấy, cosi này. Đấy, thì sẽ có v luôn lớn hơn hoặc bằng cái này giữ nguyên này. Đấy, cái này nhân với cái này thì trung bình nhân. Lớn hơn 2, 2 căn. Đấy, cái này chia đôi thì đấy, cái này chia đôi thì lớn hơn bằng trung bình nhân, mà không chia đôi thì hai lần trung bình nhân đúng không? Đấy. Đấy, hai căn cái này được 4. Thế là được 2 nhân 4 cộng 4. Đấy thì sẽ được là đây là 4 nhân 3 này. 12 sẽ được 16 pi đúng không? 16 pi. Đấy. 16 pi thế thì đáp án A. Đấy, 16 pi. Đấy, cm vuông. Cm khối. Đấy, dấu bằng này. Đấy, dấu bằng xảy ra khi 4x trên x cộng 4. Đấy, số 4 bỏ đi. Bằng x cộng 4 trên x. Đấy, thế thì cái này đấy, cái này chỉ xảy ra khi x tiến đến vô cùng đúng nhỉ? Đấy. Đấy thì lim của nó đều bằng bằng 1 đúng không? Lim nó bằng nhau nhỉ? Lim bằng 1. Đấy thì cái này tương đương với CD phải song song với AB đúng nhỉ? Đấy. Đấy, có nghĩa là M là điểm chính giữa đúng không? Đấy, có nghĩa là MO đi. Đấy, MO vuông với AB. Hoặc là cung AM bằng cung cung MB. Đấy, AM bằng đấy, bằng MB. Đấy, thế thì đây là A. Đấy là thể tích max, à thể tích min. Đấy, thể tích min khi
Khi M là điểm chính giữa của cung AB. Bài hôm nay các em làm hai câu 49-50. Còn các câu khác các em để bài sau nhé. Chào các em.